Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bộ Công an đề xuất xử phạt nhiều hành vi đối với người đi xe đạp, kể cả vi phạm nồng độ cồn. Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, dự thảo quy định người điều khiển xe đạp máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn cũng bị xử phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Cụ thể, Điều 10 của dự thảo quy định xử phạt người điều khiển xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định. Dừng xe đột ngột, chuyển hướng không báo hiệu trước. Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 2, điểm C khoản 3 điều này. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép. Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy, ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường. Chạy trong hầm đường bộ không có đèn hoặc vật phát sáng báo hiệu. Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. Quay đầu xe trong hầm đường bộ. Điều khiển xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, xe thô sơ khác đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên. Người điều khiển xe đạp máy sử dụng ô dù, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác, chở người ngồi trên xe đạp máy sử dụng ô, dù. Điều khiển xe thô sơ trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau không sử dụng đèn hoặc không có báo hiệu ở phía trước và phía sau xe. Để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, đỗ xe trên cầu gây cản trở giao thông. Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông. Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. Xe đạp máy, xe xích lô chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu. Xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không bảo đảm an toàn, gây trở ngại giao thông, che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe đạp máy buông cả hai tay, chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy, dùng chân điều khiển xe đạp máy. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, mang vác vật cồng kềnh, điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác. Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường. Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp máy, đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô. Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Người điều khiển xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.
chở người ngồi trên xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 3 điều này, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường, đi xe bằng một bánh đối với xe đạp máy, đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện. Bộ Công an đề xuất giảm phạt tiền tài xế vi phạm nồng độ cồn mức thấp. Hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp được Bộ Công an đề xuất giảm tiền phạt từ 3 đến 5 triệu đồng xuống 800 đến 1 triệu đồng. Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hạ mức xử phạt tiền đối với chủ phương tiện có nồng độ cồn thấp. Cụ thể, nghị định số 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Quy định xử phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, Bộ Công an nhận định để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi, cơ quan soạn thảo đề xuất hạ thấp mức tiền phạt so với quy định số 100/2019 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn ở mức thấp. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thêm vào đó, dự thảo đề xuất giảm mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng xuống 400.000 đến 600.000 đồng đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất giảm mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng xuống 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, Bộ Công an đề xuất vẫn giữ nguyên mức phạt như quy định hiện hành. Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị trừ sạch điểm bằng lái. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ hiệu lực từ 1/1/2025 quy định về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm của giấy phép lái xe. Để tránh khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực, Bộ Công an đang lấy ý kiến của các bộ, ngành dự thảo, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Như vậy, chủ phương tiện có thể vừa bị trừ điểm bằng lái, vừa bị phạt tiền. Tuy nhiên, tài xế bị trừ điểm thì không bị tước bằng lái. Trừ điểm và phục hồi điểm tự động. Theo Bộ Công an, việc quy định trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe, vừa có tính chất giáo dục, động viên về việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mỗi lần bị trừ điểm như là tiếng chuông cảnh báo, giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Theo đó, người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sau thời hạn ít nhất là 6 tháng, kể từ ngày bị trừ hết điểm, phải tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức có kết quả đạt yêu cầu mới được phục hồi đủ 12 điểm. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục
được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh như hình thức tước giấy phép lái xe hiện hành. Quy định trừ điểm giấy phép lái xe cũng được Bộ Công an đánh giá là đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe, việc vi phạm tái phạm, từ đó tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Cũng theo Bộ Công an, dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và trừ điểm giấy phép lái xe. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Dự thảo nghị định quy định cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần. Nếu có hai hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe trở lên thì chỉ trừ điểm một lần, với số điểm bị trừ là số điểm của hành vi có quy định bị trừ điểm nhiều nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!